Chào mừng quý vị đã đến với phần nhận định thị trường của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Và đến với bản tin sáng nay sẽ là anh Nguyễn Duy Thanh Phương, chuyên viên khách hàng cao cấp của công ty chứng khoán MB. Chào anh Phương. Chào anh. Mình nhìn vào thị trường hôm nay thì mấy phiên gần đây thì mình thấy cái tâm lý khá là rung lắc. Thì anh tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, thì cái tâm lý của khách hàng của anh hiện giờ như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu? Thì hiện tại thì do là thị trường đang bước vào thời điểm cuối năm 2016 và cũng đang gần tới cái dịp là Tết ta, kỳ nghỉ lễ, thì hầu như theo tính chu kỳ thì giai đoạn này là thị trường là khá là lình xình. Do là mà đặc tính là một số nhà đầu tư họ sẽ có nhu cầu về giải quyết tài chính và họ cần bán ra một cổ phiếu và họ sẽ ít quan tâm thị trường hơn trong giai đoạn hiện tại. Nhưng thường thường là sau khi mà dịp Tết ta xong thì thị trường bắt đầu sẽ có sự hồi phục khởi sắc ra. Khi đó là nó sẽ hội đủ nhiều yếu tố như là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được công bố ra, thì mình sẽ kỳ vọng vào một cái sự hồi phục của tăng mạnh của thị trường sau dịp Tết ta. Như vậy thì bây giờ chỉ đứng ngoài thị trường thôi, không có tham gia hả? Thực Không có ra gì xôn xao. Thực ra cái thời điểm này á, thì nó sẽ là cơ hội đối với nhà đầu tư nào đang nắm giữ nhiều tiền mặt và không bị áp lực về gọi là về tài chính rút vốn, thì họ sẽ canh những cái dịp này họ giải ngân mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt và giải ngân chiến lược là mua từng phần để có thể được giá bình quân tốt và chờ khi những cái thời điểm thị trường sôi động thì có thể họ sẽ bán ra một ít lại để chốt lại. Như anh là một chuyên viên khách hàng cao cấp thì khách hàng cao cấp của anh họ quan tâm tới yếu tố cơ bản hay là chỉ là lướt sóng? Thì hầu như là nếu mà đối với nhóm khách hàng lớn á, thì họ chỉ quan tâm khi họ đầu tư, họ chỉ quan tâm đến nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Ví dụ như là doanh nghiệp này năm sau tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ chia cổ tức ở mức như thế nào, có hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng không, và những cái ngành nghề nào sẽ được hưởng lợi bởi cái yếu tố kinh tế trong năm sau. Mặc dù đó là một khách hàng cá nhân, không phải đúng là khách rồi. Hàng tổ chức. Chính xác. Phải không? Mới có thông tin thì Vinamilk công bố ước đạt lợi nhuận cả năm hơn 13% kế hoạch. Thì cái thông tin này nó chính xác như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cổ phiếu sắp được giao dịch trên thị trường? Với cái thông tin đó thì Vinamilk ước tính lợi nhuận cả năm 2016 sẽ vượt là 13% kế hoạch lợi nhuận cái năm. Cái này là chỉ mới ước tính thôi. Thì thường thường là Vinamilk là một doanh nghiệp rất là hoàn toàn lớn và minh bạch. Thì thường thường cái số liệu họ ước tính sẽ không sai lệch nhiều so với công bố con số họ công bố thực tế. Thì tôi nhưng đánh mà, giá đây nhưng là mà thường thường thì tùy vào những research analyst, những cái chuyên viên nghiên cứu, thì thường thường cái mức sai lệch của cái kết quả kinh doanh theo anh là một cái chuyên viên cao cấp cho khách hàng, thì anh nhận định nó sai lệch khoảng bao nhiêu phần trăm? Khoảng từ 3-5% so với con số ước tính, không nhiều hơn số đó. Tại vì những cái Vinamilk là một cái doanh nghiệp rất lớn, do đó rất là nhiều analyst quan tâm và hay trao đổi thường xuyên với bộ phận quan hệ của doanh nghiệp Vinamilk. Như vậy thì cái sự mà phát triển nó có thể là một bền vững lâu dài như vậy không? Tôi nghĩ là quan điểm cá nhân tôi nghĩ là đây vẫn sẽ là một tốc độ tăng trưởng bền vững ít nhất đến năm 2020. Tại hiện tại là cái gọi là tốc độ tiêu thụ sữa bình quân trên một đầu người của người Việt Nam vẫn đang ở mức thấp so với những cái nước khác của Đông Nam Á và châu Á. Và khi thu nhập người Việt Nam tăng lên, có nghĩa là GDP tăng lên, thì họ sẽ có nhu cầu dùng những mặt hàng thiết yếu tăng lên, trong đó ngành sữa là một ngành thiết yếu. Thì do đó nó sẽ vẫn còn giữ được cái tốc độ tăng trưởng trên hai con số đến tận năm 2020. Đồng ý như vậy, nhưng mà bây giờ tính 2020 là sẽ có những công ty khác nhảy vào cạnh tranh thị trường, không chỉ có Vinamilk giành thị trường như trước giờ nữa, phải không? Chắc chắn cái việc là khi Việt Nam hội nhập thì chắc chắn cái việc cạnh tranh nó sẽ bắt buộc sẽ xảy ra. Nhưng mình thấy Vinamilk hiện tại vẫn là số 1 của Việt Nam về thương hiệu, cũng như là những cái chiến lược marketing, cũng như là về công nghệ sản xuất, thì tôi vẫn tin cái việc vị thế đó nó sẽ vẫn duy trì tiếp tục trong thời gian tới. Dạo gần đây thì cổ phiếu ngành ngân hàng khá sôi nổi. Anh có thể chia sẻ một chút xíu vậy vì sao cổ phiếu ngành ngân hàng khá sôi nổi dạo gần đây? Thì thực chất cổ phiếu ngành ngân hàng gần đây cũng khá là bắt đầu có sự tăng giá trở lại. Thì nguyên nhân tăng giá có thể gần đây các ngân hàng cũng có những cái thông tin đưa về việc chi trả dự kiến cổ tức. Và cũng như là thường thường gần giai đoạn cuối năm sẽ là mùa đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng của bên ngân hàng. Thường thường lợi nhuận nó sẽ rơi vào mùa cao điểm cuối năm. Thì đó là một cái dấu hiệu để cho... Nhưng mà cái đó mang tính ngắn hạn được phải không? Đúng, chính xác. Tại vì năm sau 2017 thì ngân hàng sẽ áp dụng cái tiêu chí là Basel 2, là yêu cầu cái mức an toàn vốn tối thiểu phải tăng lên. Chỉ mới là Basel 2 thôi. Đúng, chính bây xác. Giờ trên thế giới người ta đã theo Basel 3 rồi. Đúng rồi, mình sẽ cập nhật từ từ đi lên. Thì khi mà như vậy thì cái nhóm ngân hàng hưởng lợi nhất sẽ là nhóm những đầu ngành. Ví dụ như là Vietcombank, Vietinbank hay là ngân hàng quân đội.
thì tôi đánh giá cao những nhóm cổ phiếu này hơn những cái nhóm ngân hàng nhỏ khác. Như theo cá nhân của anh có sở hữu cái cổ phiếu nào của ngân hàng quân đội không? Hiện tại thì ngân hàng quân đội thì là một trong những cổ phiếu có tình hình tài chính làm ăn rất là tốt. Nếu mình để ý trong những cái năm qua, mức chi trả cổ tức luôn ở mức 10% một năm. Thì thực sự là tôi á, thì tôi đầu tư nó thì thực sự là tôi hoàn toàn không sở hữu, nhưng mà tôi vẫn đánh giá nó là một cổ phiếu an toàn cho những ai có muốn cái lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm. Ông Vinh muốn hỏi câu đó là muốn công bằng cho những vị khán giả đang lắng nghe. Câu tiếp theo Quang Vinh muốn hỏi anh như thế này, bây giờ thị trường chứng khoán Dow Jones đã vượt tới mức khoảng 20.000 rồi, thì cái này là rất là khả quan, thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam như theo nhiều kỳ vọng của nhiều người phải không? Dạ vâng, thì thị trường chứng khoán Mỹ trong một tháng vừa rồi tăng rất mạnh kể từ khi có việc thông tin là Tổng thống Donald Trump lên nhận chức, thì mọi người kỳ vọng ông Trump sẽ đem lại một cái chính sách kinh tế mới cho nền kinh tế Mỹ với nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn. Ví dụ như số lượng người việc làm của người Mỹ sẽ tăng lên. Do đó là chứng khoán Mỹ đang phản ánh rất là tốt. Còn nhưng chứng khoán Việt Nam thế nào? Chứng khoán Việt Nam thì lại trong giai đoạn này thì đi hoàn toàn trái ngược lại một xíu, nó đang ở trong giai đoạn lên sinh. Tại vì khi thị trường chứng khoán Mỹ tốt lên, có nghĩa là đồng USD mạnh lên, trong ngắn hạn nó sẽ bị gặp áp lực rút vốn về. Tại vì một số quỹ đầu tư ở nước ngoài vẫn đang đầu tư ở Việt Nam. Thì cái trong chuyện tỷ giá là rất quan trọng. Đúng rồi, chính xác. Thì do đó họ phải cần cân đối những cái lượng nhất định chuyển về bên bển để cân đối lại cái nguồn vốn tài chính của họ. Thì trong ngắn hạn gần đây thị trường Việt Nam thể hiện qua cái việc thị trường Việt Nam bị các quỹ đầu tư bán ròng khá là nhiều. Nhưng tôi đánh giá với cái mức hiện tại của chỉ số VN Index hiện tại là mặt bằng chung của nhóm cổ phiếu lớn á, trong nhóm rổ cổ phiếu VN30 đang gần như là đang ở mức tạo đáy. Thì đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để dành cho những ai có nhiều tiền mặt để giải ngân mua vào với kỳ vọng đầu tư là khoảng từ 3 tháng tới 6 tháng. Từ 3 tới 6 tháng, vậy là ngắn hạn thôi. Thực sự mình đây là một cái tính chu kỳ, thường thường nãy giống như quan điểm cá nhân tôi chia sẻ đó, thì thường thường sau Tết thị trường nó sẽ có dấu hiệu hồi phục. Thì đối với những ai kỳ vọng khoảng 10 tới 20% một năm thì mình có thể đặt ra mức chia nhỏ những cái khoản đầu tư trong một giai đoạn ra. Từ 3 tới 6 tháng trước, sau đó mình sẽ lên một kế hoạch tiếp cho 3 tới 6 tháng sau. Cảm ơn anh Phương và những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Phương, là chuyên viên khách hàng cao cấp của công ty chứng khoán MB, và chỉ với tính chất tham khảo. Sau đây Quang Vinh xin được điểm lại những tin tức đáng chú ý của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Nhằm kiểm tra hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatax, Bộ Nội vụ mới đây đã phát đi văn bản yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương cử lãnh đạo cấp cao tham gia đoàn kiểm tra. Việc kiểm tra này được thông báo là thực hiện theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cuộc kiểm tra này có thể liên quan đến việc liệu Vinatax có được tiếp tục hoạt động hay không. Liên quan đến thông tin Vingroup sẽ bán lại hệ thống Vinmart cho 7-Eleven, mới đây Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ông Lê Khắc Hiệp vừa khẳng định không bao giờ bán thương hiệu Việt cho nước ngoài. Vị đại diện Vingroup cũng cho biết chuỗi bán lẻ Vinmart đang phát triển tốt và được định hướng thành ngành kinh doanh mũi nhọn thứ hai của tập đoàn. Hôm 21 tháng 12, Tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ con gái của bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park, để điều tra về vụ bê bối tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye. Theo đó, cô Chung Yora, 20 tuổi, bị phát lệnh bắt giam với nhiều tội danh, trong đó có tội cản trở công lý. Tuy nhiên, hiện cô Chung đã cùng mẹ sang Đức từ tháng 9 và hiện đang ở đó. Lãnh đạo Scotland mới đây đã công bố một bản kế hoạch chi tiết về việc ở lại thị trường chung châu Âu sau khi Anh tuyên bố rút khỏi thị trường chung này. Bản kế hoạch yêu cầu về quyền hạn của Scotland trong việc giải quyết các vấn đề về di cư và thương mại. Theo thủ hiến của vùng lãnh thổ này, việc rời khỏi EU không phải là vấn đề do Scotland gây nên, và Scotland có quyền được tiếp tục duy trì hoạt động cũng như lợi ích của mình. Các ngân hàng hàng đầu của Pháp vừa đồng loạt khởi kiện Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Các ngân hàng này yêu cầu ECB miễn thuế cho khoản tiền từ quỹ tiết kiệm miễn thuế của nhà nước, đồng thời thay đổi cách tính toán các mức vốn. Đây là lần đầu tiên ECB bị kiện bởi các ngân hàng lớn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc Cà phê Sài Gòn sáng nay. Quang Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát của FBNC trên fbnc.vn. Thân ái chào tạm biệt.